Lô ship giao bất kỳ thứ gì chỉ trong 1 giờ. Lô ship từ giao đồ ăn, đi chợ giúp bạn và nhiều dịch vụ khác, tất cả đều free ship. Lô ship hiện đang có mặt tại Hải Phòng và Hạ Long, bên cạnh thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Biên Hòa. Ủng hộ Lô ship như ủng hộ người Việt Nam. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. So với các nước trong khu vực thì lực lượng tàu ngầm của Việt Nam được thành lập khá muộn. Dù vậy, với việc đưa vào biên chế các tàu ngầm Kilo cũng như việc thành lập lữ đoàn tàu ngầm đầu tiên, lữ đoàn 189, thành lập năm 2013, vẫn được đánh giá là đã mở ra trang sử mới trong lịch sử phát triển của Hải quân Việt Nam. Đội hình tàu ngầm Kilo đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa vũ khí, khí tài quân sự, nâng cao sức chiến đấu của Hải quân nhân dân Việt Nam. Hợp đồng kỷ lục. Tháng 12 năm 2009, Việt Nam lần đầu tiên ký hợp đồng mua của Nga 6 tàu ngầm lớp Kilo thuộc dự án 636 Vasa Vienka trị giá 2 tỷ đô. Ngoài đóng tàu, hợp đồng bao gồm huấn luyện thủy thủ Việt Nam, cung cấp thiết bị, kỹ thuật. Tàu ngầm lớp Kilo nằm trong danh sách tàu ngầm được xuất khẩu nhiều nhất thế giới. Các quốc gia đang vận hành hoặc đặt hàng gồm có Nga, Algeria, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Ba Lan, Romania và Việt Nam. Đây là một trong những hợp đồng lớn nhất lịch sử xuất khẩu khí tài hải quân của Nga. Việc mua tàu Kilo và lữ đoàn tàu ngầm hiện đại đầu tiên ra đời năm 2013 được đánh giá là mở ra trang sử mới trong lịch sử phát triển của Hải quân Việt Nam. Tàu ngầm Kilo ra đời như thế nào? Tàu ngầm Kilo được chế tạo tại nhà máy Admiralty Verfi thuộc Saint Petersburg, một trong những cơ sở đóng tàu lâu đời nhất của Nga. Trong 313 năm hoạt động, nhà máy này đã đóng tới hơn 2.300 tàu mặt nước, gồm các thiết giáp hạm, tàu tuần dương, chế tạo hơn 300 tàu ngầm thông thường và tàu ngầm hạt nhân. Ngày 25 tháng 8 năm 2010, chiếc đầu tiên trong hợp đồng được khởi đóng và hạ thủy sau đó 2 năm. Từ khi hạ thủy, nó thực hiện hơn 100 lần thử nghiệm lặn tại những độ sâu khác nhau và các thử nghiệm đều đạt và vượt yêu cầu. 53 sĩ quan, thủy thủ Việt Nam huấn luyện cùng tàu ngầm trong nhiều tháng tại Nga. 5 tàu còn lại khởi đóng và hạ thủy trong vòng 4 năm sau đó. Ngày 28 tháng 5 năm 2014, chiếc thứ 6 trong hợp đồng được cắt thép đóng hạ thủy ngày 28 tháng 9 năm 2015. Việt Nam đặt tên 6 con tàu gắn với các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Bà Rịa Vũng Tàu. Những hố đen trong lòng đại dương. Kilo thuộc lớp tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel, điện, có nhiệm vụ tác chiến chống hạm và chống ngầm. Đây là tàu ngầm thuộc thế hệ thứ 3, loại tiên tiến nhất thế giới, dài gần 74 mét, rộng 10 mét, lượng giãn nước là 3.100 tấn, tốc độ là 20 hải lý trên 1 giờ, tương đương với 37 km trên giờ, lặn sâu tối đa là 300 mét, hoạt động độc lập 45 ngày đêm, thủy thủ đoàn gồm 52 người. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi, đường kính 533 mm, song vũ khí uy lực nhất là tổ hợp tên lửa hành trình đa năng Club S. Tổ hợp này gồm ít nhất 5 mẫu tên lửa khác nhau, giúp chỉ huy của tàu ngầm lựa chọn linh hoạt vũ khí trong tác chiến. Tên lửa chống hạm 3M54E-E1, phiên bản 3M54E chứa đầu nổ nặng 450 kg, tầm bắn tối đa là 220 km, đủ sức phá hủy tàu mặt nước cỡ lớn. Phiên bản 3M54E1 có tầm bắn 300 km, bay ở tốc độ cận âm là 990 km/h. Tên lửa chống ngầm 91RE1RE2 tầm bắn 50 km, có khả năng tự tách đầu đạn để ngư lôi tìm mục tiêu. Phiên bản 91RE1 tốc độ tối đa là 2.900 km/h. Ngư lôi mang đầu nổ 76 kg, đủ sức đánh thủng vỏ tàu ngầm đối phương. Tên lửa tấn công mặt đất 3M14E có hệ thống định vị toàn cầu, sử dụng hệ thống đo độ cao, khớp ảnh địa hình nên có thể bay bám sát địa hình, khiến đối phương khó phát hiện. Kilo 636 vận hành tốt trong vùng biển Đông, có khả năng di chuyển ở gần khu vực đáy biển hơn các loại tàu ngầm tấn công khác. Nhờ công nghệ hiện đại làm giảm đáng kể độ ồn cho lớp Kilo, tàu ngầm có khả năng tàng hình trước các thiết bị định vị thủy âm, sonar hiện đại, ẩn mình tốt hơn trong lòng biển để tiếp cận tàu nổ của địch và tấn công trước khi bị phát hiện. Nhờ vũ khí hiện đại và khả năng ẩn mình gần như hoàn hảo, Kilo 636 được Hải quân Mỹ mệnh danh là hố đen trong lòng đại dương. Tàu ngầm về Việt Nam.
HQ182 Hà Nội là chiếc kilo đầu tiên về Việt Nam. Ngày 31 tháng 12 năm 2013, tàu vận tải hạng nặng Rondoc C chở theo tàu ngầm HQ182 Hà Nội về tới quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa. HQ183 Thành phố Hồ Chí Minh được khởi đóng một năm sau tàu ngầm Hà Nội. Tháng 7 năm 2012, con tàu hoàn tất quá trình kiểm tra cấp nhà nước sau khi lặn thử nghiệm 2 lần, trong đó một lần ở độ sâu 190m. Tháng 2 năm 2014, kilo HQ183 Thành phố Hồ Chí Minh được tàu vận tải Hà Lan vận chuyển từ Kaliningrad về Việt Nam. 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3 năm 2014, tàu ngầm kilo được lai dắt vào quân cảng Cam Ranh. HQ184 Hải Phòng được hạ thủy tháng 8 năm 2013. Sau hơn 40 ngày vượt biển, ngày 28 tháng 1 năm 2015, tàu vận tải Rondoc Star chở tàu ngầm kilo phiên bản 184 mang tên Hải Phòng thả neo tại vịnh Cam Ranh. Sáng 31 tháng 1 năm 2015, tàu HQ184 Hải Phòng rời khỏi tàu vận tải Rondoc Star và được các tàu hộ tống hải quân lai dắt cập quân cảng Cam Ranh vào trưa cùng ngày. HQ185 Khánh Hòa. Tháng 8 năm 2013, tàu ngầm mang tên HQ185 Khánh Hòa được đưa vào chế tạo, hạ thủy ngày 28 tháng 3 năm 2014, kiểm tra lại toàn diện trên biển Baltic trước khi được đưa về Việt Nam. Sáng 30 tháng 6 năm 2015, tàu ngầm Kilo 185 được tàu chuyên dụng Rondoc lai dắt đưa về neo đậu tại vịnh Cam Ranh. Trưa ngày 2 tháng 7 năm 2015, tàu ngầm Kilo 185 chuyên tuần tra, trinh sát, cập quân cảng an toàn. HQ186 Đà Nẵng. Tối ngày 2 tháng 2 năm 2016, tàu vận tải Rondoc Star lai dắt đưa tàu ngầm Kilo 186 Đà Nẵng về neo đậu tại vịnh Cam Ranh. Ngày 5 tháng 2, sau khi các chuyên gia hoàn tất kiểm tra kỹ thuật, nhấn chìm một phần tàu lai dắt Rondoc Star, tàu ngầm Kilo 186 đã cập quân cảng Cam Ranh an toàn. HQ187 Bà Rịa Vũng Tàu. Chiếc cuối cùng trong lô tàu ngầm được chuyên trở về vịnh Cam Ranh sáng ngày 20 tháng 1 năm 2017 mang phiên hiệu HQ187 Bà Rịa Vũng Tàu. Căn cứ của hạm đội tàu ngầm. Quân cảng Cam Ranh, một trong những căn cứ lớn nhất của Hải quân Việt Nam, được chọn là căn cứ của đội tàu ngầm Kilo. Cảng nước sâu, xung quanh kín gió, thuận lợi để tránh trú, tàu cỡ lớn ra vào thuận lợi. Ngoài ra, cảng còn có mối liên kết với đường sắt, đường không, đường bộ, gần đường hàng hải quốc tế. Cam Ranh được giới chuyên gia đánh giá là một trong những quân cảng tốt nhất thế giới, có tầm ảnh hưởng to lớn tới bản đồ địa chiến lược toàn cầu. Cả 6 tàu Kilo đều thuộc biên chế của lữ đoàn tàu ngầm 189 thuộc vùng 4 Hải quân. Đội hình tàu ngầm Kilo đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa vũ khí, khí tài quân sự, nâng cao sức chiến đấu của Hải quân Việt Nam. Tàu ngầm Kilo cùng với các tàu mặt nước, tàu hộ vệ là phương tiện hiện đại làm nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, bảo vệ các căn cứ hải quân, khu vực bờ biển, vùng biển của Việt Nam. Ngày 28 tháng 2 năm 2017, tại lễ thượng cờ, hai tàu ngầm HQ-186 Đà Nẵng và HQ-187 Bà Rịa Vũng Tàu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc hiện đại hóa hải quân, phát triển lực lượng tàu ngầm là việc làm bình thường của các quốc gia có biển. Đó không phải là chạy đua vũ trang, không phải để răn đe các nước trong khu vực, mà để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thêm lục địa của Tổ quốc trong mọi tình huống. Cú đấm thép trong chiến tranh bất đối xứng. Việc sở hữu đội tàu ngầm Kilo 6 chiếc tạo ra ưu thế trên biển cho Việt Nam khi đối đầu với Trung Quốc, cường quốc hải quân mạnh thứ 3 thế giới. Để có thể hiểu được lý do tại sao 6 chiếc tàu ngầm lại có thể tạo ra ưu thế trên biển cho Việt Nam khi đối đầu với Trung Quốc, trước hết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem chiến lược bất đối xứng của Việt Nam và chống xâm nhập, chống tiếp cận của Trung Quốc là như thế nào. Trước khi xuất hiện 6 tàu ngầm ở Việt Nam, thế hệ sĩ quan hải quân và Bộ Quốc phòng Việt Nam chỉ biết tới sức mạnh, sát thủ không ranh giới của tàu ngầm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Ấn Độ, Trung Quốc hoặc là Triều Tiên. Tuy nhiên, tàu ngầm Kilo 636 đang có mặt tại lữ đoàn tàu ngầm 189 được cho là vượt trội về vũ khí trang bị và tính năng tác chiến so với sát thủ không biên giới của Mỹ. Không phải ngẫu nhiên mà tàu ngầm lớp Kilo 636 được coi là huyền thoại của hố đen đại dương. Trong quá trình tác chiến, các tàu ngầm lớp Kilo được Nga chế tạo chạy êm trong lòng biển mà tàu đối phương không phát hiện được, ngay cả khi ở cự ly gần. Ngoài hố đen đại dương, tàu ngầm Kilo còn có thêm biệt danh khác là sát thủ dưới mặt nước, với nhiệm vụ đặc trưng là săn ngầm, có khả năng tiêu diệt tất cả các loại tàu biển, các tên lửa mặt đất như căn cứ bờ,
chặn địa tên lửa của đối phương và hiệp đồng tác chiến cùng lính thủy đánh bộ, đánh chiếm, ta chiếm đảo khi có lệnh. Tàu ngầm lớp Kilo cũng có sức mạnh trinh sát, hủy diệt các hạm tàu nổi mặt nước của đối phương như là hàng không mẫu hạm, khu trục, tàu hộ vệ. Trong những năm qua, các tàu ngầm đã cơ động hàng vạn hải lý, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và các nhiệm vụ khác trên biển. Đặc biệt là năm 2017, lữ đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn tên lửa, khẳng định làm chủ tất cả các trang bị hiện đại trên tàu. Sự có mặt của 6 tàu ngầm không chỉ khẳng định sức mạnh quân sự quốc phòng trong chiến lược phòng thủ, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong tình hình mới, mà còn khẳng định quyết tâm làm chủ vũ khí tối tân hiện đại, khẳng định vị thế quốc phòng Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc trong khu vực và thế giới. Chiến lược bất đối xứng của Việt Nam. Chiến lược bất đối xứng chủ yếu dùng để phòng thủ và bảo vệ chủ quyền quốc gia trước những lực lượng mạnh hơn gấp nhiều lần mà quân đội quốc gia không thể và không nên đối đầu trực tiếp, nhắm vào mục tiêu xây dựng khả năng tấn công bất ngờ nhằm tiêu hao lực lượng của đối phương. Hệ thống vũ khí phục vụ cho chiến lược này phải đảm bảo các yêu cầu về hỏa lực mạnh, chi phí thấp, dễ sử dụng, tính linh hoạt cao, dễ dàng ngụy trang nhằm tạo ra hiệu quả tác chiến tối ưu. Với chiến lược này, khi tác chiến, tàu hộ vệ hạng nhẹ và tàu ngầm của Việt Nam có thể thực hiện tấn công bất cứ lúc nào và rút về cảng căn cứ. Việt Nam không cần phải có tàu chiến tương đương như của Trung Quốc, mà chỉ cần sử dụng chiến thuật chiến tranh du kích, chiến thuật đặc biệt mà Việt Nam đã sáng tạo và vận dụng thành công trong hai cuộc chiến tranh với Pháp và Mỹ. Vì vậy, dù thuật ngữ này mới được đưa ra trong thời gian gần đây, nhưng thực chất nó chính là chiến lược chiến tranh du kích công nghệ cao. Chiến lược chống tiếp cận, chống kiềm chế của Trung Quốc. Chiến lược chủ đạo mà quân đội Trung Quốc đang xây dựng hiện nay là chống tiếp cận, chống kiềm chế, vốn được phát triển để đối đầu với hải quân Mỹ mạnh hơn Trung Quốc nhiều lần. Do vậy, mục đích của nó cũng tương đối giống với mục đích xây dựng của chiến lược bất đối xứng của Việt Nam. Để đối xứng được với các hạm đội tàu chiến gần như hoàn hảo của Mỹ, Trung Quốc cũng phải phát triển đội hình không hải chiến của riêng mình. Các vũ khí được thiết kế gần đây của quân đội Trung Quốc đều nhằm vào việc triệt tiêu các thế mạnh của Mỹ như các máy bay cảnh báo sớm AEVK và CKG-500, tiêm kích J-16, tàu khu trục phòng không Thai-052C, tàu ngầm chiến lược lớp tấn, tàu chiến trang bị tên lửa chống hạm siêu thanh, v.v. Đặc biệt là sự ra đời của tên lửa chống hạm Tùng Phần 21D vào tháng 12 năm 2010 được coi là đặc biệt nguy hiểm cho các hạm đội tàu chiến lớn, là trọng tâm của chiến lược chống tiếp cận, chống kiềm chế khi có khả năng tiêu diệt tàu sân bay. Những khí tài này chủ yếu thiên về hướng phòng thủ và tác chiến bất đối xứng với lực lượng không quân khủng khiếp trên tàu sân bay và các tàu khu trục siêu lớn của Hải quân Mỹ. Do đó, nó sẽ trở nên thiếu hiệu quả đối với Việt Nam khi máy bay và tàu chiến của ta đều là loại nhỏ, tốc độ cao và tác chiến kiểu du kích. Vì vậy, nếu xét về mặt chiến thuật, chiến lược thì chúng ta cũng sẽ không lép vế dù Trung Quốc sở hữu nhiều khí tài quân sự hiện đại. Like và tương tác của chúng mình trên Facebook tại fanpage Battlecry Người Kể Sử. Đường link mình có gắn phần mô tả vào top comment của video này. Ngoài ra, các bạn có thể ghé kênh YouTube thứ hai của team mình tại Battlecry Khám Phá Thế Giới, nơi có những câu chuyện về lịch sử và địa chính trị thế giới vô cùng hấp dẫn. Nếu như bạn thích những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battlecry Thường Trực Ký Chuyện nhé. Đây là dự án mới nhất của team mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.